Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh hướng dẫn móc len của Sean. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc chiếc kẹp mèo trắng dễ thương này. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Sử dụng len baby yarn và một cây kim móc có kích thước là 1.7mm. Trước tiên, các bạn sẽ tạo một nút thắt. Tiếp đến, móc lên liên tục 13 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13. Sau khi móc xong 13 bính, các bạn sẽ quay ngược lại vị trí chân móc số 2 tính từ đầu kim. Đây là vị trí chân móc đầu tiên. Đây là vị trí chân móc số 2. Các bạn sẽ đưa kim qua vị trí chân móc số 2 này và móc vào đây một mũi đơn. Các bạn mới tập móc có thể sử dụng thêm kim đánh dấu để đánh dấu vào vị trí chân móc trên mũi đơn đầu tiên này. Tương tự, đối với 10 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn sẽ móc vào đó một mũi đơn, tổng cộng móc 11 mũi đơn. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9, 10, 11. Móc xong mũi đơn thứ 11. Còn lại vị trí chân móc cuối cùng này, các bạn sẽ đưa kim và móc vào đây 3 mũi đơn trung chân. 1. Vẫn là vị trí chân móc này, móc thêm 1 mũi đơn nữa. 2. Và thêm một mũi đơn nữa, tổng cộng 3 mũi đơn. 3. Móc xong 3 mũi đơn trung chân, chúng ta sẽ móc sang phía đối diện. Tương tự, mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi đơn. Tổng cộng phía đối diện này các bạn sẽ móc lần lượt 10 mũi đơn vào vị trí của 10 chân móc tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Móc xong 10 mũi đơn, còn lại vị trí chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc vào đây đồng thời 2 mũi đơn trung chân hay còn gọi là mũi đơn tăng. Thêm một mũi đơn nữa. 2. Tiếp đến, móc vào vị trí chân móc đầu tiên một mũi rời và lên thêm một bính để bắt đầu vòng thứ 2. Vòng thứ 2, chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc một mũi tăng. Các chân móc tiếp theo, các bạn sẽ móc lần lượt 10 mũi đơn vào vị trí của 10 chân móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Móc xong 10 mũi đơn,
Chúng ta đến vị trí bo góc này. Chính là vị trí 3 mũi đơn trung chân ở vòng 1. Chúng ta sẽ móc lần lượt vào vị trí của 3 chân móc này, mỗi chân móc 1 mũi tăng. Tổng cộng chúng ta sẽ cần móc ở đây là 3 mũi tăng. Móc xong 3 mũi tăng, chúng ta sẽ chuyển sang phần đối diện. Phía đối diện, tương tự, các bạn sẽ móc cho mình 10 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Móc xong 10 mũi đơn. Hai chân móc cuối cùng, mỗi chân móc móc vào đây 1 mũi tăng. Sau đó, móc 1 mũi rời vào vị trí chân móc đầu tiên. Và lên thêm một bính để bắt đầu vòng thứ 3. Vòng thứ 3, chân móc đầu tiên móc 1 mũi đơn. Chân móc thứ 2 móc 1 mũi tăng. 10 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc móc lần lượt 1 mũi đơn. Bốn, năm, sáu, 7 8 9 và 10. Móc xong 10 mũi đơn, đến vị trí bo góc. Móc lần lượt 3 tổ hợp 1 mũi đơn. Chân móc kế tiếp móc 1 mũi tăng. Tiếp tục móc 1 mũi đơn. Tiếp tục 1 mũi tăng. Sau đó lại móc 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Móc xong 3 tổ hợp 1 mũi đơn và 1 mũi tăng, chúng ta sẽ móc sang phía đối diện. Các bạn lần lượt móc vào 10 vị trí chân móc, mỗi chân móc 1 mũi đơn, tổng cộng 10 mũi đơn. 3 4 5 6 7 8 9 10. Móc xong 10 mũi đơn, còn lại 4 vị trí chân móc. Trước tiên móc 1 mũi đơn. Sau đó 1 mũi tăng. Tiếp tục móc 1 mũi đơn. Rồi lại đến 1 mũi tăng. Cùng móc 1 mũi rời để kết thúc vòng thứ 3 và lên thêm 1 bính để bắt đầu vòng thứ 4. Vòng thứ 4, trước tiên móc 2 mũi đơn. 1 2. Tiếp đến vòng kim móc 1 mũi nửa kép. Tiếp đến vẫn là vị trí vừa móc mũi nửa kép này, vòng kim và móc vào đây thêm 1 mũi kép nữa. Sau đó lên 2 bính. 2 móc 1 mũi rời. Tiếp tục vòng kim móc vào chân móc kế cạnh 1 mũi kép. Cùng vị trí chân móc, móc thêm vào đây 1 mũi nửa kép nữa. Chúng ta móc xong bên tai đầu tiên của bé mèo. Tiếp đến lần lượt móc vào 7 vị trí chân móc tiếp theo, mỗi chân móc 1 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 và 7. Móc xong 7 mũi đơn, vòng kim móc vào vị trí chân móc tiếp theo 1 mũi nửa kép. Vẫn là vị trí này, vòng kim và móc vào đây thêm 1 mũi kép nữa.
sau đó lên hai bính, 1, 2, quay ngược lại vị trí chân móc số 2, móc vào đây một mũi rời. Sau đó vòng kim móc vào vị trí chân móc kế cạnh một mũi kép. Tiếp tục vòng kim, vẫn là vị trí chân móc này, móc vào đây thêm một mũi nửa kép. Và chúng ta móc xong bên tai còn lại của bé. Tiếp đến, lần lượt móc vào vị trí 5 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi đơn. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau đó, chân móc kế tiếp móc một mũi tăng. 15 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc móc một mũi đơn. 1, 2, 3. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Chân móc tiếp theo móc một mũi tăng. 3 chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi đơn. 1, 2, 3. Sau đó các bạn kéo cao sợi len. Kéo sợi len qua. Sẽ dùng kim khâu để giấu đầu len thừa đi. Các bạn đưa kim qua vị trí chân móc đầu tiên. Sau đó luồn kim qua nửa cạnh sau của vị trí chân móc cuối cùng và siết nhẹ. Cuối cùng là giấu phần len thừa ra mặt sau. Bước tiếp theo chúng ta sẽ dùng len màu cà phê để thêu các phần là phần mũi, phần mắt, phần ria cho bé. Tiếp theo các bạn sẽ đính lên một chiếc phôi kẹp kèm sẵn lót nỉ, kích thước là 5mm. Cuối cùng là điểm thêm cho bé một chút má hồng. Và như vậy là bé mèo ngày hôm nay của chúng ta đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn đã móc vui vẻ và có những thành phẩm thật là xinh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn về móc len kỳ sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Chúc các bạn đan móc vui vẻ và có những thành phẩm thật là xinh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn về móc len kỳ sau.